Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 11 chương 6 Thần Nữ Đệ Tam Phong, hồi 1 Gió to thổi vào mặt, tuyết dày phủ kín người, giữa cái giá rét khắc nghiệt, tần trọng hải chỉ yên lặng lên núi. Tự mình hại mình tàn phế tới nay, nhân sinh đã trải qua những thay đổi to lớn tần trọng hải dựa vào trí khí quật cường bằng hữu liên tiếp ra tay tương trợ mới có thể sống sót đến lúc này chỉ là thoát khỏi sự truy sát của tử thần thì dễ nhưng muốn bình tâm tĩnh khí sống sót lại không phải là chuyện đơn giản tần trọng hải tính tình phóng khoáng chân tay gãy nát thân tâm tàn phế không gì có thể đánh bại được hắn nếu không phải gặp lại cố nhân hắn cũng còn có đường sống sót sau này cho dù trốn ở thôn quê, giả điên đi ăn xin, cũng có thể miễn cưỡng tồn tại. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp, cũng không biết là trời cao thấy hắn đáng thương hay vẫn trêu cợt hắn, đầu tiên là cho hắn gặp được ngôn nhị nương, sau lại gặp được Lưu Vân, rồi gặp được những người không nên và không nghĩ đến sẽ gặp được, rốt cuộc bức hắn tới tình cảnh này. Nhân sinh chính là như vậy, tưởng chừng may mắn nhưng kỳ thực ai biết được nỗi đắng cay chua sót bên trong chính mình không những thành phế nhân, mà đối mặt với bạn bè trước kia phải miễn cưỡng cười vui, làm bộ như không có việc gì, cho dù Tần Trọng Hải Dũng cảm gấp trăm lần, đối mặt với loại đau lòng này, cũng khó có thể tự xử. Tình huống trước mắt rất rõ ràng, phía trước có hai con đường, nên đi lên đỉnh núi hay đi xuống nhân gian. Tần Trọng Hải mấy tháng nay chịu đủ loại khổ cực, trong lòng tràn đầy bi thương phẫn nộ, hắn tự cho mình siêu phàm chọn con đường thứ nhất hắn muốn leo lên đỉnh núi hỏi trời là một chuyện khó mà người khác không làm được hắn muốn chứng minh một điều cho dù bị tàn phế hắn vẫn tàn nhẫn và mạnh mẽ hơn những kẻ khác hắn muốn nói với chính mình nói với thế nhân nói với người đại ca một mạng đổi một mạng hắn đời này sống không uổng phí leo lên đỉnh núi còn việc trên núi có gì hay không có gì kỳ thật hắn căn bản không thèm để ý tốt nhất nên có quái vật trên đó ăn tươi nuốt sống tên tàn phế như hắn, đỡ phải mất công nhảy xuống dưới, lại thêm phiền toái. Sống cũng muốn sống cho thống khoái rõ ràng, chết cũng muốn chết cho oanh oanh liệt liệt, năm đó ngồi ở trên lưng ngựa, trong lòng luôn giữ suy nghĩ này, cảm ơn sư phụ có thể để hắn chết như một mãnh hổ, hắn không muốn làm kẻ bất lực. Ông trời gì đó hử, ha ha, thoải mái đi. Đường núi hiểm trở, Tần Trọng Hải đi một hồi, kinh mạch tuy đã khai thông, nhưng dù sao thân thể cũng bị thương, nội lực rút đi, chân phải dần dần tê liệt, bả vai cũng đau đớn không ngừng. Hắn không để ý dưới chân mình một chút, xoay mình liền bị trượt chân ngã xuống đất. Tần Trọng Hải ngã xuống đất, vốn đã kiệt sức, vừa cười vừa chửi, mẹ kiếp, sớm biết thế này đã mang theo mấy bầu rượu, chết cũng phải làm con ma men. Hắn mắng hai tiếng đúng lúc định đứng dậy thì một hòn đá bay tới đập ngay vào chán hắn. Tần Trọng Hải sờ vào chỗ sưng tấy trên đầu, tức giận nói, chết tiệt. Ai ám toán lão tử? Vừa nói xong, lại có một hòn đá bay tới, Tần Trọng Hải đang cuống quýt né tránh, nhưng hòn đá kia loại xoay chuyển, đập vào đỉnh đầu một lần nữa. Tần Trọng Hải giận dữ phát điên, hét to nói, mẹ kiếp bà nội ngươi, rốt cuộc là ai trêu đùa tổ tông? Giữa tiếng gió gào thét, chỉ nghe một nữ tử chửi bậy đồ khốn hai hòn đá cũng không né được huynh còn tự cao cái gì tần trọng hải nhận ra đây là khẩu âm của ngôn nhị nương thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm cả kinh nói là bà điên nhà cô cô tới đây làm gì chưa nói xong quả thấy một nữ tử từ vách một tảng đá lớn phi thân tới giận dỗi nói đồ ngốc ta tới đây đi cùng huynh tần trọng hải cả kinh nói đi cùng ta. Ta rất bận không có thời gian làm chuyện kia đâu. Ngôn nhị nương nhổ nước miếng, mặt đỏ bừng tức giận nói, huynh nói bậy cái gì đó. Trong tình thế cấp bách nàng suy nghĩ nhanh, nghĩ ra một lý do, chửi, huynh ở khách điếm đã lâu, còn khiến ta phải đốt cửa tiệm, tổng cộng thiếu ta 100 vạn lượng bạc, huynh không trả lại, cô nương sao có thể để cho huynh đi tìm chết. Tần Trọng Hải cười nói, hóa ra vậy. Cho nên cô mới muốn đi cùng ta, tìm Diêm La Vương thu hóa đơn." Ngôn Nhị Nương tức giận nói, thật xui xẻo, không biết chọn những lời tốt đẹp. Nàng chỉ vào tay nải nói, bên trong có ít cơm nắm còn có một bầu rượu mạnh, chúng ta ăn uống trước đã, sau đó thương lượng cách leo núi." Tần Trọng Hải cười to một tiếng, lật người nhảy lên, nói, "Được. Sớm đã muốn làm một con ma men, may có cô đưa rượu tới." Tuyết rơi dày đặc kéo theo gió, gió thật kinh người, không cẩn thận sẽ bị thổi bay xuống núi. Hai người tìm một tảng đá lớn núp phía sau ăn uống. Thời tiết giá lạnh, Ngôn Nhị Nương sợ Tần Trọng Hải bị thương nặng chống đỡ không được, sợ chưa leo được lên trên đã ngã bệnh, liền kéo hắn dựa gần vào chính mình sưởi ấm. Tần Trọng Hải uống vài hớp rượu lạnh, ăn gà quay, cười nói, "Thế nào? Cô không ăn sao?" Ngôn Nhị Nương lắc đầu, Nàng nhìn thấy Tần Trọng Hải ăn uống rất ngon, lại thấy thân thể của hắn có thể vận động khá tốt, không còn yếu ớt như trước, trong lòng cũng rất vui mừng. Nàng lấy ra một nắm cơm, đưa cho Tần Trọng Hải, hỏi, "Rốt cuộc sư phụ huynh nghĩ cái gì vậy? Vì sao lại bảo huynh leo lên đỉnh núi?" Tần Trọng Hải nhún vai nói, "Mẹ kiếp, dù sao là sư phụ đang ngấm ngầm muốn khiêu khích ta đi lên. Ai biết ông đang nghĩ gì?" Ngôn nhị nương lộ ra biểu tình bất mãn nói, phương lão sư làm như vậy, không ai có thể đoán ra được ông đang nghĩ cái gì. Tần trọng hải cười nói, không phải sao. Lão già điên đó mới là kỳ quái nhất, vừa thấy ông ấy nhướng mày, liền biết sẽ gặp suối quẩy. Ngôn nhị nương cười khúc khích nói, xem huynh là người lớn như vậy rồi, vẫn là miệng đầy lời thô tục, bộ dáng nghịch ngợm, khi còn nhỏ chắc chắn rất hư, đáng bị đánh. Tần Trọng Hải cười lớn nói, "Ta là người càng đánh càng hư. Trời sinh là kẻ xấu xa rồi." Hai người nói giỡn một hồi, hốc mắt Ngôn Nhị Nương bỗng nhiên đỏ lên, nàng nói, "Tần tướng quân, ta không muốn huynh chết." Tần Trọng Hải thấy nàng sắp khóc trong lòng cũng rất khó chịu, hắn khẽ vuốt gương mặt Ngôn Nhị Nương, cười nói, "Nào, đừng như vậy, ta cũng đâu muốn chết." Ngôn Nhị Nương thở dài, Nghĩ đến những lời đối đáp của Phương Tử Kính và Tần Trọng Hải, trong lòng vẫn ôm hy vọng. Nàng dựa gần Tần Trọng Hải, thấp giọng hỏi, "Tần tướng quân, huynh có tin vào thần không?" Tần Trọng Hải bật cười, bột miệng nói, "Thần cái rắm, lão tử chính là thần." Nghe xong lời của ngôn này, ngôn nhị nương đại kinh thất sắc, hoảng sợ nói, "Huynh, huynh không phải thật sự điên rồi chứ?" Tần Trọng Hải thấy ngôn nhị nương kinh hãi, Thấy những lời ngông cuồng của mình đã khiến nàng sợ hãi, lập tức áy náy cười, ôn nhu nói, "Thật xin lỗi, ta từ nhỏ đã không biết lựa lời, nói không chừng thực sự có thần, ta cũng không biết." Hắn dừng một chút, hỏi, "Còn cô thì sao? Cô tin có thần không?" Ngôn Nhị Nương liên tục gật đầu, nói, "Ta hy vọng có thần. Mỗi lần đi qua chùa Miều, đều sẽ thắp hương cầu nguyện." Tần Trọng Hải cười lớn, thật là đi thắp hương bái Phật. Hay là thuận đường ăn vụng đồ cúng. Ngôn nhị nương nghe lời nói khinh bạc của hắn lập tức giận dữ, bất chấp cục diện hiểm ác, nhéo mạnh hắn một cái, tức giận nói, đó là kiểu người như huynh. Sao lại áp vào ta? Tần trọng hải ai ái kêu đau, nói, được rồi, ta sai rồi, cô chạy vào trong miếu không phải để trộm đồ cúng, mà là. Muốn. Này. Hắn muốn lôi cả hòa thượng vào, nhưng thấy ánh mắt hung dữ của ngôn nhị nương, đành phải nuốt lời vào trong. Hai người đối diện không nói gì, Tần Trọng Hải nhìn thấy ngôn nhị nương thật sự tức giận ngồi cách xa mình, liền xin lỗi, tiểu muội ngoan, cô nương tốt, là ta không lựa lời, đắc tội với cô. Tiểu mỹ nhân cô đi chùa làm gì? Mau nói cho ta biết đi. Cầu xin một hồi, ngôn nhị nương rốt cục thở dài một hơi, nàng liếc nhìn Tần Trọng Hải, thấp giọng nói, huynh còn nhớ không? Đại ca của ta chết như thế nào? Tần Trọng Hải trong lòng dùng mình, thở dài, nộ thương sơn thảm bại, lệnh huynh chết thảm trên chiến trường. Ngôn nhị nương nghẹn ngào, rơi lệ nói, ta mỗi lần đến chùa miếu, đều thắp hương cầu khẩn, hy vọng đại ca sau khi chết có thể đến thế giới cực lạc. Để ta sau này chết đi có thể gặp lại huynh ấy. Huynh biết không, ta nhìn thấy dáng vẻ huynh ôm đại ca mình, trong lòng ta rất khổ sở, tần tướng quân, vì điều gì chúng ta khổ sở như vậy? Vừa nói vừa bật khóc thành tiếng. Tần trọng hải gật đầu, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay ngôn nhị nương, trong mắt tràn đầy ý muốn an ủi. Ngôn nhị nương thở dài, trận đại chiến năm đó khiến phu quân ta mất tung tích. Có lẽ, có lẽ ta đời này sẽ không tìm thấy huynh ấy. Chỉ là bất kể huynh ấy ở đâu, sống hay chết, cũng mong ông trời phù hộ cho huynh ấy bình yên, ta cũng mãn nguyện. Vừa nói vừa chậm rãi quay đầu, dựa vào trong lồng ngực tần trọng hải. Mấy ngày nay hai người rất thân mật, lúc này ngôn nhị nương nói những lời như vậy, hình như đã từ bỏ ý định tìm trượng phu, tần trọng hải nghe xong cũng hiểu tâm ý. Hắn ôm ngôn nhị nương vào lòng, khẽ vuốt tóc và an ủi nàng. Ngôn nhị nương khẽ nức nở, chỉ giấu mặt trong lòng tần trung hải, Ngẹn ngào không ngừng Tần trọng hải dỗi tay ôm nàng trong lòng lại thầm thở dài Thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ này của nàng Có vẻ muốn ở bên cạnh mình Ai? Nhưng mình là một kẻ tàn phế Cho dù lần này mình có sống sót leo lên đỉnh núi Thì sau này vẫn là một phế nhân Trừ phi, trừ khi trên đỉnh núi có thần tiên Nếu không hết thảy đều là uổng phí Nghĩ đến đó, tâm không khỏi phiền loạn Vốn dĩ chuyến này lên núi là mang tinh thần dũng cảm chịu chết, không ngờ giờ phút này lại cảm thấy buồn chồn không yên. Tần Trọng Hải cúi đầu trầm tư, trong lòng mơ hồ có một tia mong đợi, hắn chỉ hy vọng trên đỉnh núi thực sự có một vị đại thần, có thể trả lại toàn bộ võ công cho hắn, sẽ thật sự là ân đức vô hạn. Hai người nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu leo lên núi. Hai người bọn họ đang ở ngọn núi Bắc Lộc, địa hình dốc hiểm trở hơn Nam Lộc rất nhiều đi nửa dặm không được, địa hình cực dốc, không có đường đi, đường núi phủ đầy tuyết, cực kỳ trơn trượt. Gió núi cuồng bảo, tạt vào mặt như đao cào, không khí loãng, sự mệt mỏi này khiến cho tần trọng hải thở hồn hền, khuôn mặt xinh đẹp của ngôn nhị nương cũng đỏ bừng. Hai người đi đã được một canh giờ, mệt mỏi rất nhiều mới hít một hơi thật sâu, nhưng không khí khô lạnh dị thường, giống như đao băng xuyên qua lồng ngực, vừa mới thấm vào phổi liền khiến người ta ho khan liên tục cơn đau càng thêm khó chịu tần trọng hải lo lắng cho ngôn nhị nương thấp giọng nói cô quay về đi đừng mạo hiểm với ta như vậy nghe xong lời khuyên can đôi mắt của ngôn nhị nương lộ ra sự giận dữ nàng rút hai thanh đao bên hông ra lạnh lùng nói còn nói những lời như vậy đừng trách ta một đao giết người tần trọng hải thấy vẻ mặt hung dữ của nàng cũng không dám khinh thường nàng nữa liền chỉ biết cười gượng nói, là cô lợi hại. Ta không đấu lại cô. Lại đi nửa canh giờ, hai người dần dần đã hiểu, châu mẫu lãng ma này leo lên khó khăn không nằm ở một chữ cao, mà nằm ở những thử thách thiên nhiên khác nhau. Tuy hai người đều có võ công, Tần Trọng Hải cũng được sư phụ đả thông kinh mạch, khôi phục rất nhiều nội lực, nhưng tuyết rơi ngập đầu gối, gió thổi lồng lộng, đi lại vô cùng vất vả, lại thêm lạnh thấu tim không khí cực kỳ loãng, đi mỗi một dặm là tiêu hao nội lực vô số, trừ phi là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu không rất khó qua một đêm leo lên đỉnh núi. Leo thêm một canh giờ nữa, đã là nửa đêm, lúc này sao trăng đã tối, hai người đang ở trên cao, chỉ cảm thấy gió trở nên mạnh hơn, tuyết bay mù mịt thổi vào mặt họ, căn bản không thể phân biệt nổi đông, tây, bắc, nam, ngôn nhị nương biết gió quá mạnh nên nheo mắt lại cúi đầu bước đi nhưng vài lần khi gió thổi tới nàng suýt nữa là ngã xuống đất ngôn nhị nương trong lòng lo lắng vội kêu lên tần tướng quân gió tuyết lớn quá chúng ta tránh một lát đi đã mặc dù tần trọng hải đi trước vài thước nhưng tiếng gió gào thét như sấm căn bản có tai như điếc ngôn nhị nương chạy tới bên cạnh hắn hô tần tướng quân tần trọng hải quay đầu lại lớn tiếng nói làm sao vậy Ngôn Nhị Nương đang muốn đáp lời, liền vào lúc này, bỗng nghe nàng hét lên một tiếng, thân mình ngã thẳng xuống đất. Tần Trọng Hải chấn động vội vàng nhìn lại, chỉ thấy dưới chân Ngôn Nhị Nương có một vết băng nứt, bên dưới là một vực sâu vạn trượng. Tần Trọng Hải trước đó không có phát hiện khác biệt, nào biết cách hắn nửa bước chân có bí ẩn như vậy. Trong lúc hoảng hốt không kịp suy nghĩ, vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Ngôn Nhị Nương một cơn gió mạnh thổi thẳng tới khiến hai người cùng bị cuốn xuống vết băng nứt tần trọng hải điên cuồng hét lên một tiếng giơ đao bên hông lên mạnh mẽ di chuyển phát ra một tiếng vang lớn lưỡi đao đâm thẳng vào nền đất nham thạch sâu nửa thước dựa vào một lực đao này cuối cùng cũng ổn định thân hình bảo vệ được tính mạng của hai người ngôn nhị nương kéo cổ tay tần trọng hải co thân mình rồi nhảy lên trong lòng nàng còn sợ hãi chỉ ở bên cạnh tần trọng hải thở dốc không ngừng lúc này tiếng gió điên cuồng gào thét tuyết tung bay hai người dừng lại một lúc liền bị hóa thành người tuyết tần trọng hải ghé vào tai ngôn nhị nương hét lớn đường nguy hiểm quá cô dựa sát vào ta đừng chạy loạn nghe thấy không ngôn nhị nương trời sinh tính hiếu thắng vốn định cãi lại phản bác nhưng nghĩ chuyến đi này của tần trọng hải vốn đã rất khó khăn bản thân mình không thể trở thành gánh nặng của hắn Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, chỉ cúi đầu bước đi. Lúc này đường núi càng lúc càng dốc, gió lớn vô cùng, hai người không thể đứng thẳng mà đi được, Tần Trọng Hải cũng bỏ nặng xuống, dùng tay chân bò qua. Trong gió tuyết đầy trời, nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn chắn ngang đường đi, Tần Trọng Hải duỗi tay định trèo qua, bỗng một trận cuồng phong thổi tới, hất ngã hắn xuống đất. Tần Trọng Hải thở dốc, ngẩng đầu lên, ngây người một lúc cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ngôn nhị nương thấy hắn ngửa mặt lên trời té ngã, vội vàng bò đến bên người hắn, lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Tần Trọng Hải cười khổ một tiếng, chỉ về phía trước, ngôn nhị nương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả kinh ngây người. Trong đêm tối trước mặt là một bức tường đá khổng lồ, tối đen và dựng thẳng lên đỉnh, không biết cao mấy trăm trượng. Quyền 11 chương 6 Thần Nữ Đệ Tam Phong hồi hai. Hai người dõi mắt nhìn lại, đều cảm thấy kinh hãi, lúc trước sườn núi dốc đứng vẫn còn có đường để đi, nhưng trước mắt nếu leo lên đỉnh núi, phải trèo qua vách núi này, chỉ là gió tuyết đang thổi, thời tiết khắc nghiệt, bằng tay không thì leo lên như thế nào. Hai người đến lúc này mới biết châu mẫu lãng ma đáng sợ ở chỗ nào, hai người bọn họ chưa từng leo lên ngọn núi, cũng không biết đường núi có bao nhiêu nguy hiểm hôm nay sau khi nhìn thấy nhận ra rằng leo núi cũng giống như luận võ độ khó không thua kém gì so với các cuộc tỷ thí cao thủ mắt thấy khó và nguy hiểm tần trọng hải không dám dùng lực mạnh lập tức lôi kéo ngôn nhị nương chui qua khe đá hai người đều ở trong núi lạnh giá khí hậu cực lạnh không cẩn thận sẽ bị nhiễm lạnh cả hai bất chấp nghi ngờ đành phải ôm nhau thật chặt để giữ ấm tránh bị hao phí thể lực để chống lạnh mỹ nhân tựa vào trong ngực kiều mị thở dốc tần trọng hải nghiêng đầu nhìn ra chỉ thấy cuồng phong bạo tuyết không ngừng hắn nhíu mày thật sâu lắc đầu nói vách núi này trơn trợt không bắt vào được gió to như vậy chúng ta có không mất đi võ công cũng không dễ dàng leo lên bây giờ phải làm sao chẳng lẽ phải quay về ngôn nhị nương co rúm trong lòng tần trọng hải chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu thậm chí không muốn động đậy vừa nghe Tần Trọng Hải muốn rút lui, vội vàng nói, được, nếu muốn xuống, chúng ta, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, chờ gió tuyết lắng xuống sẽ đi xuống. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, cười lạnh nói, nhị nương, cô có biết vì sao không thể phục hưng được sơn trại không? Ngôn nhị nương nghe vậy liền mở to đôi mắt phượng, lớn tiếng nói, cái gì? Huynh nói cái gì? Thấy nàng tức giận, Tần Trọng Hải không muốn lại tranh chấp, Lắc đầu nói, không có việc gì, ta chưa nói gì cả. Ngôn Nhị Nương thấy hắn nhíu mày không nói, càng giận dữ, vươn tay nắm lấy vai Tần Trọng Hải, lớn tiếng nói, nói cho rõ ràng, huynh vừa nói ta không phục hưng được sơn trại là có ý gì? Tần Trọng Hải vô ý nói ra lại dường như thành châm chọc nàng, tự giác hổ thẹn, xua tay liền nói, ta chưa nói gì cả, cô đừng để ý. Ngôn Nhị Nương hét lên một tiếng, vươn tay muốn đẩy tần trọng hải tránh ra, một mình nhảy xuống đất, trong gió tuyết lớn tiếng nói, huynh nói bậy. Huynh căn bản xem thường ta đúng hay không? Chỉ bởi vì ta là nữ nhân, huynh liền coi như ta một kẻ ngu ngốc, một kẻ nhỏ yếu, một kẻ ngốc vĩnh viễn không thể làm được đại sự. Huynh cho rằng ta không biết sao? Tần trọng hải vội vàng chạy ra, ấy náy nói, là ta sai rồi. Mong cô tha thứ cho ta. Ngôn nhị nương khóc lớn nói, ta không tha thứ cho huynh. Ai không chịu nổi được sự suy sụp? Ai phục hưng không được sơn trại? Là huynh hay là ta? Nam nhân các ngươi tàn phế, đánh giặc thua, chỉ muốn chết, nào ai quan tâm đến tình cảnh nữ nhân chúng ta? Ích kỷ, không biết xấu hổ. Lúc này gió tuyết gào thét, không cẩn thận sẽ bị cuốn xuống chân núi. Tần Trọng Hải mặc kệ nàng đang hét cái gì, chỉ cúi xuống hết lần này đến lần khác lớn tiếng nói muội tử a hát hiện giờ là cục diện gì rồi cô còn ở đây khoe khoang cái gì mau mau lại đây được không ngôn nhị nương thấy biểu hiện của hắn như đối xử với mèo con chó con trong lòng càng thêm tức giận lập tức mắng chửi tần trọng hải ngươi nghe lão nương nói cho rõ sơn trại không có ta bọn tiểu thố tử sỡm đã chết sạch nào đến lượt ngươi ở đây chỉ đông luận tây Ngươi mở to đôi mắt nhỏ của mình nhìn cho rõ ràng. Ngôn nhị nương trong cơn tức giận đánh vào vách núi, thoáng chốc sử dụng cả chân tay tự trèo lên vách đá. Tần trọng hải co do dưới tảng đá nhìn theo, chỉ thấy ngôn nhị nương thân thể uyển chuyển, cho dù ở trong gió tuyết thế mà leo tới hơn 10 trượng, tần trọng hải sừng sốt rất nhiều bất chấp an nguy của bản thân, nhắm thẳng vách đá leo lên đuổi theo. Hai người leo trong một canh giờ, Ngôn nhị nương chỉ tiếp tục leo lên mà không nói lời nào. Tần Trọng Hải thấy mình đã ở vị trí cao trăm trượng, trong bóng tối nhìn không thấy ngón tay. Sờ vào tảng đá thấy còn lạnh hơn hơn băng gấp trăm lần, chạm nhẹ một cái cũng cảm thấy đau, huống chi còn phải dùng lực leo lên. Tần Trọng Hải vài lần muốn đuổi đến trước mặt ngôn nhị nương, nhưng vì gió lớn gào thét không tiện, đành phải kề dưới chân nàng. Chỉ là ngôn nhị nương chưa từng tập luyện hòa tham lại không có hỏa nội lực hộ thân, nếu không chống đỡ được lâu, không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Tần Trọng Hải nghĩ về điều này trong lòng chỉ cảm thấy lo lắng. Lại leo thêm 10 trượng, quả nhiên ngôn nhị nương ngừng lại, rốt cuộc không thể leo lên nửa tấc nữa. Tần Trọng Hải biết nàng đã kiệt sức nên dùng sức đẩy người lên chống đỡ, một chân chống lên tảng đá, tay trái nắm chặt góc nhọn, hét lớn, nhị nương, lại đây ôm ta đi để ta đưa cô lên. Ngôn nhị nương vẫn còn bi phẫn, bà chỉ bám vào tảng đá khóc nói, tôi không muốn ôm ngươi. Tôi thả ngã chết dưới chân núi, là tử thi được mọi người kính trọng, cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của ngươi. Tần trọng hải tặc lưỡi hét lớn, nhị nương đừng làm loạn nữa. Mau ôm lấy ta. Ngôn nhị nương đầy cuột cường, nhất quyết không thuận theo, chỉ nắm chặt tảng đá không có ý định di chuyển cơ thể, Tần Trọng Hải tiến lại gần, cơ thể họ chạm vào nhau, chán của họ chạm vào nhau. Tần Trọng Hải mở to đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào môn nhị nương. Hai người thở và nghe thấy nhau gần trong gang tắc, môn nhị nương quay mặt phớt lờ trước ánh nhìn gần của hắn. Tần Trọng Hải ghé tai qua thấp giọng nói, chúng ta đốt đuốc ra trận, đừng khó xử cũng đừng nóng giận. Ta hiện tại đếm đến ba, nếu cô không lại đây, ta lập tức đầu hàng xuống núi, từ nay về sau chỉ là một tên què, suốt đời không động đao kiếm. Hắn không đợi ngôn nhị nương đồng ý, lập tức đếm, 1.sai. Ai. Chữ ba còn chưa phát ra, ngôn nhị nương đã mềm lòng, nghĩ đến tần trọng hải trọng thương tàn phế, giờ phút này liều mạng lên núi, sao mình có thể lại hại hắn. Ngay lập tức tung người ra lao vào vòng tay anh, đã ôm chặt lấy tần trọng hải. Tần trọng hải trong lòng vui mừng, đang muốn nói chuyện thì đúng vào lúc này, trên đầu truyền đến một trận tiếng động lớn. Khi hai người ngẩng đầu lên, sắc mặt đều âm trầm, chỉ thấy trên đầu một mảng đen kịt, lại là một trận tuyết lở lớn đổ xuống. Trận tuyết lở trên đỉnh núi quá mạnh, nếu bị va chạm trực diện, sẽ bị đè chặt dưới tuyết, trở thành băng thi ngàn năm không hóa. Ngôn Nhị Nương sợ tới mức hoa dung thất sắc, co rúm vào trong lòng Tần Trọng Hải, gào thét, chúng ta chết cùng một chỗ. Tần trọng hải hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, sư phụ A-Hát. Người giúp con đả thông bao nhiêu nội lực, đây mới là chương thật sự. Hắn nâng thanh đao bảo vệ đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời hét to nói, long hỏa phệ thiên. Hỏa tham đao thứ tám trọng công lực dùng tới, khi nóng sông ra bảo vệ hai người bọn họ. Khối tuyết bị sức nóng ép thành sương nước, nhưng đá vẫn không ngừng rơi xuống, toàn bộ đập vào lưỡi đao. Tần Trọng Hải nếu lui chắc chắn chết không có chỗ trôn, lập tức toàn lực hành công, không dám sơ suất. Chỉ dùng lực nhiều như vậy, đan điền đã đau nhức, chỗ đâm kim sau lưng như có lửa đốt, gần mạch càng là nhức mỏi căng chặt, như thể có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Tần Trọng Hải bị thương nặng, nội lực có hạn, thực sự không thể phát huy sức mạnh như vậy, nhưng nếu lúc này không toàn lực chiến đấu, chẳng lẽ lại chết ở đây? Hắn nghiến răng chịu đựng, Toàn bộ nội lực trong đan điền đều truyền ra ngoài, vết thương tại huyệt kiên tỉnh trong nháy mắt nứt toác xuất huyết, đã là thảm trạng toàn thân đẫm máu. Qua thời gian một chén trà, trận tuyết lở cuối cùng cũng qua, Tần Trọng Hải thở dốc một lúc lâu, mới chậm rãi nhét thanh đao trở lại hông, cúi đầu nhìn vào trong lồng ngực mình, chỉ thấy sắc mặt ngôn nhị nương ảm đạm, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Nơi đây là núi cao vô cùng lạnh lẽo nếu như ngôn nhị nương cứ hôn mê như vậy sẽ là dẫn tới con đường chết tần trọng hải cao giọng cố hết sức hét vào tai ngôn nhị nương dậy đi trời đã sáng rồi ngôn nhị nương bị hắn kêu như vậy bị dọa cho giật mình tỉnh giấc vỗ ngực nói làm sao vậy xét đánh sao tần trọng hải thấy tinh thần nàng vẫn còn tốt thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng nói hãy ôm chặt lấy tôi chúng ta vượt qua chỗ vách núi này đã rồi hãy nói Ngôn Nhị Nương bị dọa một trận như vậy sớm đã quên mất chuyện không vui trước đó, lập tức ôm chặt lấy Tần Trọng Hải, hai người từ từ leo lên. Lại leo thêm mấy chục trượng, Tần Trọng Hải đã không còn sức lực, chỗ kim châm sau lưng càng đau tận xương cốt, cứ leo nửa thước là đau như lột một lớp da, Ngôn Nhị Nương sau cũng xuất lực giúp leo lên nhưng cũng không khá hơn là bao, mỗi khi leo được một thước là lại thở dốc, các ngón tay đóng băng cứng đờ thấy không thể lên được tần trọng hải thấy tảng đá cạnh vách núi có một khe nứt đủ rộng để chứa hai người nên ôm chặt ngôn nhị nương nhảy lên cả hai nhảy vào trong khe nứt đó chỉ là gió to tần trọng hải bị gió to thổi bay nhảy ra ngoài không khỏi bị trệch hướng khiến tay và mặt hắn bị đập vào đá chảy ra máu bầm ngôn nhị nương được hắn ôm chặt trong ngực nên không bị thương gì hai người rơi xuống khe đá ôm chặt lấy nhau Tần Trọng Hải thấy mặt ngôn nhị nương đầy xương băng, thân thể run rẩy, nghĩ đến sắc mặt của mình chắc cũng khó coi vô cùng. Hắn nắm tay ngôn nhị nương truyền hết nội lực còn sót lại. Ngôn nhị nương giật mình, vội vàng hất tay hắn ra, nói, ta lên núi giúp huynh, huynh đừng phí sức cho người khác. Tần Trọng Hải nhìn thấy môi nàng bất giác run lên, đôi môi anh đào vốn hồng nhuận thậm chí không còn chút máu vì lạnh. Nếu không có hỏa tham nội lực hộ thân, sau xuống núi thì ngón tay nhất định sẽ thối giữa tần trọng hải cho dù thô lỗ gấp vạn lần nhưng nhìn thấy dáng vẻ này trong lòng cũng cảm thấy thương tiếc thở dài một hơi đặt ngôn nhị nương ngồi trên đùi mình lấy tay cọ sát mũi nàng trầm giọng nói nha đầu ngốc đang êm đẹp mà biến thành bộ dạng này hai về sau này đừng mất bình tĩnh như vậy được không nghe xong những lời dịu dàng của hắn Ngôn nhị nương lại thấy vẻ mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương của Tần Trọng Hải chỉ đang nhìn mình. Nhất thời nội tâm nhu tình thoáng động, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, Tần tướng quân, ta thích huynh như vậy, giống như quân tử ôn nhu. Hai người thường gặp nhau, không đùa giỡn thì là cãi nhau, hoặc là không tiện khi vây quanh có rất nhiều huynh đệ, có rất nhiều điều phiền lòng, làm gì có chuyện dựa sát thế này. Tần Trọng Hải nhìn ngôn nhị nương mỉm cười nói, quân tử ôn nhu kiểu gì? Lão, lão tần chính là một quân tử, cam đoan không giả, bao quân vừa lòng. Hắn vốn định tự xưng lão tử, nhưng nghĩ đến ngôn nhị nương ghét sự thô lỗ của mình, liền chịu đựng nhịn xuống. Ngôn nhị nương cười thầm, biết tần trọng hải coi trọng duyên phận này giữa hai người nên cố ý thay đổi việc chửi thề. Nàng nắm bàn tay to của tần trọng hải, đặt ở trên mặt vuốt ve, thấp giọng nói, Huynh biết không? Ta rất vui, 20 năm qua, đây là lúc ta hạnh phúc nhất. Tần Trọng Hải thấy nàng mím chặt miệng, thanh âm dần dần trầm xuống, biết nàng thể lực kiệt quệ đã muốn ngủ, liền dùng chân làm gối để nàng nằm thoải mái hơn, sau đó lòng bàn tay đối lòng bàn tay, truyền nội lực qua. Ngôn Nhị Nương nằm trong lòng Tần Trọng Hải, trên người ấm áp, mí mắt càng thêm nặng nề, nhân lúc còn tỉnh cố gắng thấp giọng hỏi: tuyết rơi dày như vậy. Chúng ta xuống núi được không? Trong lúc mê man, hình như tần trọng hải đang dán ở bên tai, nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ ngon đi, khi tỉnh lại sẽ không có chuyện gì. Ngôn nhị nương mỉm cười, cơ thể nàng ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của tần trọng hải, nhất thời trong lòng anh cảm thấy bình yên vui vẻ, rốt cuộc nhắm mắt ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, trong mộng hình như có người cởi áo đắp lên người mình, nội lực hòa tham nhất đao từ từ truyền tới, trên người càng ấm áp thư thái, không giống như đang ở nơi núi cao hàn cảnh. Trong giấc mơ thấy mình trở lại làm tiểu cô nương vô ưu vô lo năm đó, làm nũng dựa sát vào huynh trường. Lúc ngủ say trong lòng nảy lên nhu tình muốn ôm lấy tần trọng hải, nàng rưỡi tay ra lại ôm thấy hư không, ngôn nhị nương sừng sốt mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy vách núi xám lạnh, sơn động trống không, không nửa bóng người. Ngôn nhị nương kinh ngạc vội vàng ngồi dậy, nàng đi ra ngoài thăm dò, bỗng nhiên một trận bão tuyết ập vào mặt, nàng giật mình kinh hãi lùi bước. Gió tuyết thổi, tiếng gầm vẫn còn, ngoại trừ áo ngoài của tần trọng hải, sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngôn nhị nương nước mắt giàn rùa, thật sự không biết sống chết của tần trọng hải như thế nào. Gió bão và tuyết rơi dày đặc, Bầu trời đầy sương mù, ngoại trừ bông tuyết băng châu, thế gian không còn màu sắc. Gió tiếp tục thổi như lưỡi dao cạo, xé toạc và lật nhào vạn vật giữa các đỉnh núi. Khổ hàn cực cảnh, không một ai có khả năng đến. Thiên hạ hoa cỏ chim bay dữ dội nhiều, đi, chạy, nhìn. Vàng, xanh, hoa. Chúng sinh vạn vật dữ dội phồn đa, nhưng không có hoa hay con thú nào có thể đến nơi đây. Ngoài cơn gió mạnh, người duy nhất còn có thanh âm ở đây là hắn. Thở phì phì và rít lên ầm ĩ, nam nhân này cởi trần đến thắt lưng, đôi tay leo núi, đơn chân sử lực, từ từ bò lên trên, gió lạnh thổi vào khiến thân thể hắn lơ lửng mấy lần, nhưng hắn vẫn bám vào tảng đá, nhìn thấy sau lưng hắn cắm đầy tám chỉ ngân châm, máu tươi giàn rụa tại chỗ châm, đông lại thành cục, càng khiến người ta kinh hãi. Leo núi, leo núi, Lạnh thấu xương như vậy, đúng là để rèn luyện trái tim, thiên địa độc hành, chính là để cho ta bay lượn. Mồ hôi trên người bị sức nóng bức hóa thành hơi nước, nhưng khi gió lạnh kéo tới thì lại hóa thành sương tuyết, tất cả đều ngưng tụ ở trên mặt và trên người. Là Tần Trọng Hải sao? Đúng vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cái việc ngu ngốc này. Ngôn Nhị Nương không thể nhịn được nữa, Tần Trọng Hải bảo nàng ở lại trên sườn núi nghỉ ngơi. Còn bản thân thì đến giây phút cuối cùng cũng không bỏ cuộc. Trận chiến này là vì hắn mà đánh, chẳng sợ cơ duyên xa vời, cũng muốn thử một lần. Vận mệnh của bản thân mà không tự giành lấy, liệu còn có cơ hội sống sót nào không? Tần Trọng Hải đang ở trên cao, không khí loãng, leo đã lâu, lại dùng nội lực giữ ấm cho ngôn nhị nương, nội lực đan điền đã cạn từ lâu, hiện tại chỉ dựa vào năm ngón tay nắm chặt vách núi cảm thấy kiệt sức làm sao có thể tiến thêm lên. Tay trái hắn liều mạng nắm lấy khe hở, hắc một tiếng, vừa định dùng sức, miệng vết thương trên vai đột nhiên vỡ ra, máu chảy khắp người. Tay hắn mất sức, thân mình từ từ trượt xuống vách núi. Thấy mình sắp rơi xuống vực sâu, Tần Trọng Hải gầm lên một tiếng, há to miệng cắn vào góc tường đá sắc bén, phát ra một tiếng cạch cạch lớn. Hai hàng răng suýt chút nữa đã vỡ vụn nhưng dựa vào một lực như vậy cũng giữ được thân thể không bị rơi xuống. Tần Trọng Hải nhân cơ hội leo lên khe đá, cuối cùng làm cho thân mình trụ lại. Chỉ là một cú trượt chân như vậy, nhưng đã rơi xuống hơn 10 trượng, những nỗ lực trước đó đều trở nên vô ích. Tần Trọng Hải lắc đầu, có chút nhụt chí, lúc này miệng vết thương vỡ ra, đau triệt tim phổi, nội lực không còn lại chút gì, chỉ có thể cố hết sức bám vào tảng đá tự biết nếu lại trượt xuống lại không có đủ dũng khí để leo lên một lần nữa hắn ngửa mặt lên trời giống to hai tay dùng sức chút xuống phát ra một tiếng răng rắc giòn vang xương tì bà dường như gãy vụn tần trọng hải phun bọt mép duỗi chân phải dẫm lên vết nứt nắm chặt tảng đá bằng tay trái thân mình chậm rãi leo lên nửa thước tần trọng hải tràn đầy bi thương cùng căm hận thầm nghĩ ta tại sao lại trở thành thế này N. Rốt cuộc là ai hại ta? Giang sung sao? Lưu kính sao? Hắn la lên một tiếng, đôi tay ra sức, thân mình lại hướng lên trên di động, nhất thời xương bà vai lại đau nhức, đau đớn đến tận xương tủy, theo hơi thở nhói lên, bức cho mồ hôi trên trán của hắn lăn xuống không ngừng. Tần Trọng Hải thầm nghĩ, Giang sung. Mọi chuyện đều do tên kẻ cắp này gây ra, ta muốn giết hắn, giết hắn. Hắn điên cuồng hét lên liên tục, Thân thể truyền ra một đạo lực, cảm giác đau đớn truyền đến, hắn phát điên giống như chó má dùng lực cả tứ chi. Nửa canh giờ sau, Tần Trọng Hải đã bò được hơn 10 thước, máu tươi trên vai hắn chảy ra không ngừng. Chỗ kim châm trên lưng như lửa đốt, đau đến mặt hắn không còn chút máu, ngón tay cũng giống như đứt gãy. Lúc này trời sắp rạng sáng, Tần Trọng Hải vừa mệt vừa đau, thật sự không biết mình đã leo cao đến mức nào, thầm nghĩ, mẹ kiếp lão tử sẽ mệt chết mắt, mau sớm đến đó đi. Hắn hít một hơi thật dài, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, thình lình hít hà một hơi, chỉ thấy phía trên là những ngọn núi vô tận, con đường thật dài, không biết có bao nhiêu ngàn vạn thước vẫn đang chờ mình leo qua. Tha cho hắn gan hổ ngạo thị, giờ phút này, giờ phút này cũng là tâm như cho tàn, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Tần Trọng Hải run giọng nói, xong rồi ta chết chắc rồi. Mắt hổ rơi lệ, máu tươi từ trên người nhỏ xuống, hắn đã rơi xuống nửa trượng, chỉ có thể dựa vào chút sức lực cuối cùng dựa vào vách núi. Lúc này lên xuống không được, cục diện vô cùng xấu hổ, nếu mình không thể chống đỡ được liền sẽ ngã tan xương nát thịt, cũng coi như có kết cục. Lúc này đốt ngón tay cứng đờ, dường như mất đi chi giác, toàn thân đau nhức, khó có thể miêu tả, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng trước mắt nếu muốn buông tay sẽ lại rơi vào tình huống bi thảm. Hắn cảm thấy khó chịu, đột nhiên ra nước mắt rơi như mưa. Tại sao phụ thân lại sinh ra ta? Tại sao sư phụ lại cứu ta? Cứ để ta chết cùng mẫu thân đi, chẳng phải sẽ bớt khổ sao? Càng nghĩ càng hận, đột nhiên nghĩ đến lưu kính, đều là tại tên cầu tử lưu kính này. Vì sao phải tìm ta mưu phản? Tại sao hắn lại bảo ta đem cái người không thể giải thích đó ra ngoài? Tất cả đều là hắn, đều là hắn hại ta thảm như vậy. Bỗng nhiên hiện lên cặp mắt đẫm lệ của Lưu Kính trước khi chết, Tần Trọng Hải lại chua xót chịu không nổi, lại không đành lòng, biết mình có lỗi với hắn, sao có thể trách hắn được. Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, thầm nghĩ, kỳ thực hắn tìm ta là vì đồng mưu nghiệp lớn, hắn chỉ vì biết ta là con trai của Tần Bá Tiên mới nhờ ta ra tay. Bước cờ này cũng thật tính mưu tính sâu xa vì mưu phản hắn còn phái ta vào cung làm việc đáng tiếc hắn âm mưu diệu tính lại không nghĩ tới việc cơ mật như thế bỗng nhiên bị bại lộ hai hắn thở dài một lúc lâu lại nghĩ đến lưu vân lưu huynh đệ đối với ta nghĩa khí sâu nặng không tiếc nguy hiểm cho tiền đồ của mình muốn cứu ta ra ngoài hai lưu huynh đệ ta đã là tội nhân của triều đình sau này hoàng đế lão nhân sẽ ra lệnh cho ngươi ngươi có xuống tay bắt ta không? Lưu vân nghĩa khí như thế, sẽ không? Nhưng còn liễu ngang thiên, vi tử tráng, dương túc quan, ngũ định viễn thì sao? Những người bạn cũ trong kinh này khó trái hoàng mệnh, dù không đối phó với mình thì từ đây cũng trở thành người xa lạ. Nước mắt lưng tròng, tần trọng hải nghĩ thầm, rốt cuộc là ai hại ta thảm như vậy? Kẻ bịt mặt xuống tay giết chết Lưu Tổng Quản là ai? hắn vì sao phải che khuất bộ mặt lại vì sao phải ăn cắp tấu chương là hắn hại ta sao ai có thể trả lời ta mệt mỏi và đau đớn rất nhiều đã ở bên bờ vực cái chết trong tình cảnh tuyệt vọng này tần trọng hải nhìn vực sâu dưới chân nhìn dưới chân vạn trượng vực sâu đột nhiên cất tiếng cười to hét to nói nghe này lũ khốn nạn các ngươi còn muốn bắt nạt phụ thân mình chỉ cần lão tử không nghĩ chơi có thể chết bất cứ lúc nào. Không còn phải chịu khổ nữa. Ha ha. Ha ha. Ai có thể làm gì được tổ tông ngươi. Hắn giờ khóc giờ cười. Kỳ thật trong lòng thật là bi hận. Tự biết thương thế toàn giữa ngân châm chân áp. Chỉ cần là ban đêm. Vô luận có leo lên đỉnh núi hay không. Một khi hiệu dụng của ngân châm mất dần. Chính mình sẽ lại trở thành kẻ phế nhân. Nghĩ đến điều này. Lại càng muốn nhảy xuống hơn. Kết thúc xong hết mọi chuyện hắn tâm tồn chết niệm, chậm rãi ngừng tiếng cười, thu nước mắt, quay đầu ngóng nhìn phía chân trời, thần thái thật là trang nghiêm. Mặt trời mọc ở đằng đông, bình minh sẽ lại đến. Nắng sớm ánh đến sau lưng, ẩn ẩn có ấm áp, lúc này tuyết đang chậm rãi ngưng động, vạn vật yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng ngừng, nhân gian to lớn như vậy, không còn tiếng vang, chỉ còn hắn là người duy nhất treo cao trên bầu trời, làm bạn với các vì sao. Tần Trọng Hải trong lòng cảm thấy có gì đó, cúi đầu nhìn biển mây dưới chân, chỉ thấy vạn dặm mênh mông, mênh mông vô bờ, ngửa đầu nhìn lại, thần nữ đệ tam phong che kín ánh bình minh đỏ ửng. Bầu trời xanh thẳm, những ngọn núi điểm xuyết những vì sao, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Tần Trọng Hải khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, đủ rồi, đủ rồi, đời người đã đến thời điểm này còn cầu gì nữa. Đối với một kẻ thô bạo như ta, được chôn cất với khung cảnh bao la hùng vĩ như vậy, ông trời cũng coi như đối xử với ta không tệ. Hắn tay không bắt lấy vách núi, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, hắn nhắm lại mắt, ngón tay chậm rãi buông ra, chỉ chờ rơi xuống vạn trượng vực sâu, sẽ thoát khỏi biển khổ vô tận. Ngay khi chuẩn bị tự sát, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh kỳ lạ, giống như có một tiếng cười quái dị, trực tiếp từ trên đỉnh núi truyền xuống. Nghe thấy âm thanh kỳ quái này, Tần Trọng Hải cảm thấy tóc gáy dựng đứng, trong lòng kinh hãi, lập tức khép ngón tay lại, lại chống đỡ thân thể. Tần Trọng Hải sừng sốt, cao giọng nói, ai? Ai đang cười ở đó? Hắn mạnh mẽ hét lên, nhưng tiếng vang vọng bốn phía, lại không nghe thấy tiếng cười quái dị kia nữa. Tần Trọng Hải há to miệng, thân thể khẽ run, thầm nghĩ, mẹ kiếp, trên đỉnh núi có yêu quái nhớ tới thế gian thực sự có yêu ma nhịn không được cảm thấy hãi dị chỉ nghĩ trốn xuống núi đi nhưng vào lúc này tâm niệm chuyển động chợt cất tiếng cười to lên khi đó phương tử kính bằng mọi cách thúc giục hắn đi lên đỉnh núi lại không nói rõ trên đỉnh núi có gì chỉ quan kia cũng thần bí một đường từ lan châu tới đây nói chuyện đều bóng gió dường như có điều gì khó nói tần trọng hải trước đây bi phẫn tức giận mù quáng chứng minh rằng mình có khả năng hơn người chưa từng suy nghĩ dục ý sâu xa của sư phụ, lần này bị tiếng cười của con quái vật dọa một trận, lại đã nhìn thấu đáo sự việc, Phương Tử Kính sở dĩ muốn mình tự leo lên đỉnh núi, chắc chắn có sự an bài khác. Chỉ là không nói cho chính mình mà thôi. Bất kể là tiên thần Phật, yêu ma quỷ quái, tần trọng hải chuyến này lên đỉnh núi vốn không có hy vọng gì, nếu trên đỉnh núi thật sự có đại thần tạo vật chờ mình, đều là đại đại kiếm lời gác lại ý định tự sát, Tần Trọng Hải trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ muốn nhìn thấy chút thức giới bên ngoài sự việc, cho dù là rùa đen cánh dài hay là Phật cưỡi bầu trời, đều là tốt hơn thảm trạng hiện tại gấp trăm lần. Hắn nắm lấy tuyết, lau mặt cười to nói, con mẹ nó yêu ma quỷ quái, lão tử tới gặp ngươi, ha ha. Ha ha, ông nội ngươi là một anh hùng. Hắn rút con đao Âu Dương Dũng đưa cho đâm mạnh vào đá, một tiếng lách cách vang lên, lưỡi đao đã đâm thẳng vào tảng đá. Tần Trọng Hải sừng sốt một hồi, không ngờ chuôi đao này lại sắc bén như vậy. Hắn không biết Âu Dương Dũng xuất thân Giang Nam Đúc, nổi danh với kỹ năng rèn của mình. Hắn đã tự mình làm ra thanh đao này, là một vật phi phàm khó có được. Tần Trọng Hải cười một tiếng, lại chém thêm một vết nứt trên vách đá. Lúc này tay trái nắm lấy vết nứt, tay phải vung đao cắm vào tảng đá, dựa vào sự sắc bén của thanh đao, rất dễ dàng để leo lên, thảm trạng dùng tay bò và miệng cắn vào đá không thể so được. Hắn di chuyển tốc độ rất nhanh, chỉ cần hắn kiên trì, đêm nay hẳn là có cơ hội lên được đỉnh núi. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.